Dạ hello anh chị, chào mừng anh chị quay trở lại với kênh Xe Lướt Sài Gòn. Lại là em Tâm đây, Tâm bán xe có tâm nha anh chị. Hôm nay em Tâm đã giới thiệu cho anh chị mẫu Fortuner một cầu số tự động máy dầu đời 2022 nha anh chị, màu bạc, xe biển số Sài Gòn mà mới đi có 22.000 cây thôi. Xe nước sơn zin 100% và bánh sơ cua chưa hạ luôn. Xe thì được lên một vài đồ chơi cơ bản cho xe giống như là dán phim cách nhiệt nè anh chị. Đầu DVD Android, có dẫn đường, có camera hành trình, có đầy đủ hết. Anh chị mua về là chỉ có đổ dầu mà chạy thôi. Chỉ với 1.060 triệu thôi. Anh chị nào quan tâm thì hãy liên hệ với em Tâm ở số điện thoại trên hoặc là Zalo. Cảm ơn anh chị.